chung của chó bé Lê Bỉ thì lúc nào là xấu nhất? Hôm nay em sẽ giải đáp cho mọi người nhá. Bình thường là mọi người thấy là nói về lông đẹp thì là nói nhiều rồi đúng không? Nhưng mà lông xấu thì là hôm nay sẽ nói cho mọi người này. Thì mọi người thấy là bình thường như con chó Bét Lê Bỉ thì khi cái lớp lông đẹp nhất nó sẽ là cái lông của chó trưởng thành thay rồi nhá, thì nó sẽ bóng và rất là đẹp. Còn đây, hiện tại là em đang có một con chó 2 tháng, nó đang trong quá trình thay lông. Bình thường sau này trưởng thành ý, thì mọi người thấy là một năm nó vẫn sẽ thay lông nhá, nhưng mà khi mà con chó con ấy nó đang thay từ cái lớp lông tơ sang lớp lông cứng ấy thì nó sẽ là lúc xấu nhất để mọi người nhìn thấy. Mọi em nói thẳng luôn là nó thấy nó là lông nhôm luôn nhá. Đây quay gần cho mọi người xem này. Đấy, cái những cái lông mà nó dài hơn này là lông cứng đang thay ra này, còn những cái lớp mà cái chỗ mà nó lóm vào ấy nó là lông tơ mọi người nhá. Đấy, nên là mọi người nhìn thấy con chó nó xấu không? Mọi người nhìn đây, con chó nhập nhá. Con chó lúc 2 tháng con nào nó như nhau, nhưng mà con chó nhập mọi người nhìn thấy cái đầu thủ của nó ấy. Nếu mà mọi người nhìn qua video thứ thì nhiều khi là tùy từ góc quay thôi, nhưng mà mọi người phải ra trực tiếp mọi người xem những cái con gọi là bố nội và những cái con mới nhập lúc nào nó khác nhau mọi người nhé. Mọi người nhìn thấy cái đầu thủ ấy, lúc nào nó khác rất là nhiều luôn. Nên là nhiều anh chị nhìn những cái con chó lúc 2 tháng nó đang trong quá trình thay lông, mình cứ nhận xét là nó xấu. Nhưng mà mọi người phải đánh giá ở cái con bố con mẹ của nó như thế nào. Con bố con mẹ nó thì mới biết được tương lai của con chó con mọi người nhé. Chứ còn nhìn cái màu lông của con chó lúc 2 tháng thì đến lúc mọi người nuôi mọi người mới ớ ờ, mới cả á à, ôi sao nó lại như này, sao hồi bé nó đẹp thế cơ mà em ơi. Cái chuyện chữa cái việc mà có nguồn gốc và cái chuyện là không có nguồn gốc nó khác nhau ở chỗ đấy mọi người nhá. Đấy. Em tin chắc với mọi người là mọi người khi mà đã nuôi con chó nhập rồi, bố nhập rồi thì mọi người càng nuôi nó cái lần sau có cho mọi người nuôi con chó bố nội mọi người chẳng nuôi nữa. Vì sao càng ngày càng đẹp nhá mọi người nhá. Càng ngày nuôi trừ khi là mọi người bỏ bê nó hoặc là không ấy thôi. Đây là em ví dụ cho mọi người một bạn đang thay lông nhá. Ê, xong một bạn da lông cứng rồi nhá. Nó không còn lông tơ nữa. Thì mọi người sẽ thấy cái lớp lông đều màu nó như thế nào luôn. Nó cũng vẫn chưa phải là cái lớp lông cuối đâu nhá. Nó sẽ còn thay lông nhiều lần cho đến khi trưởng thành mọi người nhá. Nó sẽ lúc mà trưởng thành thì nó sẽ đậm hơn rất là nhiều. Nhưng mà đây là nó đã kiểu như là thay đều hết ra cái lông cứng rồi ấy. Tin nào, nó không còn cái lông tơ nữa. Lông ấy, về sau nó thay lông xong còn sẽ đậm hơn con này rất là nhiều nhá. Mọi người nhìn đuôi to. Đuôi to đùng. À. Sao lại biết khung bạ nó chất. Các anh này, hay chơi chân này. Các anh có nghĩa các khách hàng của em chơi từ dòng bố nội rồi chuyển sang bố nhập, các anh chỉ có một câu của em thần thái của con bố nhập cũng hơn, khác hẳn. Nhìn một cái từ 2 tháng tuổi lên khác, những cái chất chó nó khác hẳn luôn mọi người nhá. Mà ví dụ như con này con ở con oan nhá, cái gen của con Kaiden vô địch Evo 3 Bỉ nó lại là hàng khủng của thế giới rồi mọi người ạ. Đấy, với cả bà nó có ZC Zin 2 của Pháp. Đó là hàng khủng của thế giới rồi. Kể cả lông của chó Bét Bỉ nó cũng sẽ bị một phần ảnh hưởng của thức ăn này, của cái chế độ nuôi có được phơi nắng hay không hay là nhốt mọi người nhá. Mọi người thấy kể cả như lá cây đúng không? Mà không có ánh nắng thì nó cũng chuyển sang màu trắng chứ nó không được xanh. Lông. Là bọn em sẽ bán cho mọi người những cái con chó như nào đảm bảo mọi người chơi, nếu mọi người chăm là nó sẽ đẹp, nó sẽ như ý, chứ không phải là cái kiểu là nhiều khi là có những con mà mọi người nuôi những con hàng nó kém chất lượng, mọi người có chăm có nuôi nó vẫn không ra được những cái khung gọng hoặc là những cái màu mảng như mọi người thích. Đây test qua thần kinh cho mọi người xem từ bên này luôn Thịnh ơi. Thường thì bên em vẫn tư vấn cho mọi người là con chó quan trọng nhất là cái thần kinh. Thì mọi người đầu tiên chọn là mọi người phải chọn thần kinh trước này. Sau đấy thì mới nhìn đến màu mảng mọi người nhá. Màu mảng thì tại vì con chó 2 tháng nó chưa thể hiện được cái màu mảng như thế nào đâu. Quan trọng là trưởng thành vào con bố con mẹ. Còn cái thần kinh ấy thì là mọi người sẽ nhìn thấy được luôn. Anh chị mà có góp ý hay là có thắc mắc vấn đề gì thì có thể để lại bình luận ở bên dưới nhé, để bên em sẽ giải đáp luôn ạ. Xin chào mọi người.